Mày gọi 4 triệu đó, miếng người ta 4 triệu từ xe mất khỏi 4 triệu lắp vô chở người ta. Chú nói chú nằm mơ, chú nhớ con, chú nằm mơ mà chú thấy con gái mình luôn là sao chú? Như là nằm mơ thấy con nó về mừng hết biết quá trời la luôn, nó chờ con về chứ cha rồi con. Chứ giờ mình nghĩ không thấy con nữa. Nhưng ông nghe nói con gạo trái trên đây lời vui thì cỡ nào cũng đi hỏi kiếm thì chừng chạy lên đi con. Sợ người ta dẫn đi nữa. Không đỡ lên không gặp con. Chót mày nói hết được rồi, anh hỏi gì anh hỏi đi anh Tâm. Dạ. Ừ. Anh vô đây anh ngồi với giờ cái tập trạng không khó để mà hỏi với anh chạy được mấy ngàn rồi. Xin chào cả nhà, hiện tại bây giờ là 2 giờ sáng, mình với em Trường cùng với gia đình của bé Thơ đó. Thì hôm qua sau khi mà mình đăng tải cái video đó lên thì mình nhận được một cái tin là có tin tức của bé cùng với nam thanh niên đó, là nên là mình mới bàn với gia đình là quyết định là thuê xe đi trong đêm để lên sáng trên đó, là với một hy vọng là tìm bé về, rước bé về an toàn, là đồng thời là mình cũng sẽ bắt cái thanh niên đó đem ra trường dạy trước pháp luật. Dạ. Thì thật sự là khi Trường với anh Tâm Ròm á thì đang trên đoạn đường từ Đồng Tháp, nhà của người nhà, bên nhà bé Thơ á, thì về được một bạn chia sẻ cái địa chỉ và cái cũng chia sẻ rằng cái thanh niên này cũng là khốn nạn lắm quý anh chị, đã từng lợi dụng rất là nhiều hình nhạy cảm của các em thiếu nhi nhỏ nhỏ vậy á, là bán và tung lên rồi hâm he, nói chung là tống tiền luôn nữa. Đúng rồi. Thì nếu mà hôm nay bắt được nam thanh niên này chắc cũng nghĩ là sẽ có một cái gì đó món quà gửi cho khứa đó luôn. Đúng rồi. Bữa nay là gia đình đi là có đây là ba ruột đây nè. Đó, anh đây là nói chung là trong những ngày qua là không ăn không uống gì cả. Ủa anh, bữa nay là gia đình mình đi là gồm ai những ai anh? Cậu nói với chú chú. À, còn anh trai này phải không? Đây là anh của bé Thơ. Đây là cậu không? À, với bọn chú nè. Dạ. Khi mà nhận được thông cái tin mà tụi con báo về cho người nhà, chú thấy sao chú? Chú mừng lắm. Gặp con mừng. Dạ. Dạ. Nói chung nhắc tới con xúc động nữa rồi. Nhắc tới con là gọi rơi nước mắt rồi đó. Mà ở đây á, là mình không nghĩ mà cái đoạn video lên chỉ vài tiếng đồng hồ mà nhận được một cái tin đó, thật sự rất là mừng mấy anh em. Không phải gì, tại vì mình giúp được cho gia đình tìm bé có cái tin tức. Yeah. Trước mắt là mình cái nguồn tin này rất là đáng tin cậy đó, người ta sẽ chỉ điểm, người ta đi cùng với người ta luôn, đi cùng với em này luôn. Yeah. Đó. Thì chú ơi, thì con sẵn có sự thật thì mình làm luôn gì, thì nếu mà mình lên trên đó đúng chính xác địa chỉ của cái bạn đó cho á, thì tùy tâm của mình thì mình giống như là mình có thể mình hậu tạ cho người ta được phần nào thì mình cứ hậu tạ, cái đó là cái lễ nghi của mình ha. Đúng rồi nha chú nha. Cái nếu mà vấn đề như gia đình hiện tại đang khó khăn thì lúc đó anh em tụi con sẽ cố gắng hỗ trợ. Hỗ trợ chú được phần nào tụi con sẽ hỗ trợ cho chú phần đó nữa. Tụi con làm cái này á là làm từ thiện, tụi con giúp đỡ cho gia đình thôi chứ con không có nghĩ cái vấn đề gì tiền bạc trong đây cả. Đó thì đó, nếu mà chú, con hỏi chú là từ lúc tụi con xuống nhà quay lên tới đây á, lên hiện tới bây giờ nhận được tin á, tụi con có ăn tiền hay gì chú không? Không có. Dạ. Làm giùm. Dạ. Nói chung á, ở đây là mấy anh em mà cố gắng làm sao để cho giúp tìm được bé thôi, chứ không có vụ tiền bạc gì ở đây hết nha. Dạ. Vậy gia đình mình hỏi điện nè, đi từ lúc mấy giờ? Lúc 9 giờ. Là từ lúc nhận tin tới giờ. Dạ, 9 giờ điện xe luôn. 9 giờ tối ngày hôm qua. Hiện tại bây giờ là 2 giờ mấy sáng ngày hôm sau. Đi từ Cà Mau lên tới hiện tại bây giờ ở đây là địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, là mấy tiếng ta? Gần 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng, lúc là 9 giờ mấy đi là giờ là 5 tiếng. Đúng rồi, 5 tiếng đồng hồ. Dạ. Thật sự thì gia đình mà nhận được một tin đó rất là mừng, và đã vượt một cái quãng đường là từ dưới Cà Mau lên đây là gần 200 cây. Dạ. Khá xa đó. Quá, nói chung là bây giờ còn phải một chặng đường dài nữa là lên tới Sài Gòn. Tới Sài Gòn đón cái người mà chỉ điểm trước. Đúng rồi. Rồi xong rồi bắt đầu từ Sài Gòn mình ra mới ra Bình Dương, là từ đây nếu mà độ ra là tới Bình Dương á, là tới nơi nam thanh niên nó ở tầm khoảng trực sáng á.
9 hoặc 10 giờ. Đúng rồi. Tại vì đi còn phải nghỉ ngơi chút xíu rồi ăn uống nữa quý chú anh chị. Thì sẵn qua video đây á, Trường với anh Tâm cũng có một ý, một và hai người cũng ý thôi. Thì thật sự á, là bữa giờ anh em Trường đi quay những cái hoàn cảnh của những đứa bé mà bỏ nhà đi á, là có nhiều gia đình hợp tác với em, với anh em mình là ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn có một hai gia đình kỳ lắm, giống như đổ trách nhiệm đó là lên cho anh em mình, bắt buộc anh em mình phải làm sao mà cho nó đàng hoàng hay gì á. Rồi con cũng xin thưa quý chú anh chị, nếu nhà ai có em nào đi bỏ nhà đi á, thì mau mau ra trình diện với công an trước. Lúc đó anh em mình xuống mới đúng có rồi. Cớ để làm việc. Còn lần này kêu á, rồi hỏi chị báo công an chưa? Báo làm chi? Nó đi đâu biết đi đâu báo rồi, nói vậy là thua luôn rồi. Giống như đổ cái trách nhiệm đó là đưa qua cho mấy anh em vậy đó. Mấy anh em ở đây chủ yếu là làm bên truyền thông, đưa tin thôi. Đó, còn về trách nhiệm gia đình mà khi có xảy ra cái sự việc đó là mình phải trình báo với địa phương để người ta nắm bắt tình hình. Dạ. Còn ví dụ như sau này, ví dụ như tìm bé Thơ về đây thì gia đình mình cũng phải có trách nhiệm báo lại với địa phương là bé để về nhà an toàn. Dạ. Còn ví dụ như mà bắt giữ được nam thanh niên đó thì có thể là giao cho công an người ta giải quyết. Đúng rồi. Đó, thôi bây giờ cũng cái thời gian đến đây cũng rất là gấp rồi. Dạ. Nên là mình tránh gọi là bứt dây động rừng. Nhiều khi mình sợ qua đăng video là chắc chắn nam thanh niên kia thế nào cũng có xem. Đúng rồi. Và chắc chắn rằng trong thời gian sớm nhất tên đó sẽ đổi chỗ hoặc là thay đổi chỗ khác thì sẽ rất là khó tìm. Nên là mấy anh em đã bàn với gia đình là quyết định là không ngủ đi xuyên đêm đó. Thật sự mấy anh em đi về nhà tới nhà là 10 giờ mấy 11 giờ là nằm khoảng nửa tiếng tắm rửa này kia xong khoảng nửa tiếng hồ nửa tiếng bắt đầu là đi rồi đó. Yeah. Đó chạy ở đây là hôm nay là sẽ xuyên đêm cùng với gia đình. Yeah. Lên Bình Dương cố gắng tìm bé Thơ về đó, đồng thời sẽ đưa thanh niên kia ra trước pháp luật đó. Thì có gì thì quý vị khán giả nhớ theo dõi hành trình của mấy anh em mình. Ở đây là mình chia sẻ những video thật nhất để cho cả nhà thấy được cái nỗi nhọc nhằn của anh em mình là không hề đơn giản chút nào cả. Đó, mình chỉ muốn giúp gia đình tìm lại người thân. Thật sự mà bé Thơ đi như vậy á, mười mấy ngày gia đình rất là sốt ruột và không biết á, là sợ những tình huống xấu và sợ con mình bị đưa vào những cái gọi là giống như là đi qua Campuchia hoặc là làm những việc phi pháp hay là nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đó thì hôm qua nhận được một cái tin là rất là mừng. Nên bây giờ sẽ cố gắng lên đưa bé Thơ về nhà an toàn. Đó, ba bé, một người ba chỉ mới như anh bốn mấy tuổi phải không? Một người ba chỉ mới bốn mấy tuổi thôi nhưng mà lao động lo cho con tới từng tuổi này là hình như là anh đã già trước tuổi. Yeah. Đó rất là tội nghiệp đó, nên là hy vọng rằng sẽ tìm được bé Thơ. Thì như là bữa nay đi rồi còn tiền đi không vậy? Mới hỏi tiền nữa. Hỏi tiền nữa hả? Lại bữa nay hỏi nhiều nữa chú. Mới hỏi như tiền xe 4 triệu. Trời đất ơi. Trời thì nói chung mà vì con mà nghe mà xót giùm á. Sao chú? Mới hỏi 4 triệu đi. Bỏ thêm 4 triệu nữa để mà thuê xe đi hả? Dạ. Rồi tiền xe là từ ở nhà Cà Mau lên tới Bình Dương là 4 triệu. 4 triệu. Trời ơi. Rất là xót, thật sự gia đình rất là khó khăn. Thật sự là chỗ nhà chú là không có là kinh tế, làm đúng không rồi. Có được gì từ ra tiền hết. Đúng rồi, quý vị mà xem cái đoạn video trước á thì thấy rõ là nhà tình thương mà nhà tiền chế, nhà tôn, nói chung nhà rất là nghèo. Vô trong nhà không có cái gì hết. Dạ. Đó, bây giờ không biết nói sao nhưng mà bây giờ trước mắt là đi có tin tức đưa bé về an toàn đây, còn có về game có phần sau thì mấy anh em sẽ cố gắng hỗ trợ ra. Được phần nào cho gia đình thì hỗ trợ. Yeah. Đó thì thật sự thì ba mẹ bé Thơ là anh đi chạy xe ôm đúng không? Đó, còn bé thì ở nhà, nói chung bé nghỉ học rồi, mẹ ở nhà chăm sóc nhưng mà vì mẹ không có chữ nữa. Đúng rồi. Rồi bé Thơ xài điện thoại, xài công nghệ này kia, mạng xã hội mẹ cũng không có quản lý được nên cũng có cái nỗi khổ. Và hôm qua tiếp xúc với chị, nói chuyện với chị cái kiểu như chị hơi cực khờ hay là chị nói hiền quá. Như mình hỏi cái gì câu hỏi chị, người chị không trả lời được. Dạ, thôi bây giờ về đi, mình kết thúc cái này cho trước đây đi, rồi xong mình chuẩn bị ly để bây giờ trễ giờ. Đúng rồi. Đó, mong quý khán giả hãy đón chờ những tập video của anh em Trường Quan Tâm Gòn nha quý chú anh chị, để bây giờ hành trình cho nó kịp giờ. Chắc chắn rằng cố gắng sẽ đưa bé Thơ và đưa cái thanh niên ra trừng trị trước pháp luật. Dạ. Thì có gì thì các bạn cũng như quý vị khán giả nhớ theo dõi trên kênh của mấy anh em để chia sẻ là cái cuộc hành trình này. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ xe chạy theo em nha. Dạ, Trường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của anh Tâm Ròm và của Trường Vlog và toàn thể anh em đây. Thì ngày hôm nay á, là thời tối này, Trường, anh Tâm Ròm và em
tất cả anh em là hộ tống chú đi từ Cà Mau để lên đây. Khi mà nhận được cái thông tin là có người chia sẻ tới là nói là con gái chú đang ở địa chỉ ở trên Bình Dương đây, ở Thủ Dầu Một, thì Trường với anh Tâm là cũng đã cố gắng hết sức để mà đưa, giống như mình chia sẻ cái địa chỉ của chú để báo cho người nhà hay. Thì người nhà hiện tại đây là chú cha của bé Thơ, mà bây giờ lên tới đây thì nói chung là tìm trong vô vọng rồi. Thì thật sự thì bây giờ là cũng rối rắm lắm rồi, cũng không biết làm sao nữa với anh chị. Thật sự là bây giờ nếu mà chú, bây giờ chú, con hỏi chú nè, lên đây từ sáng giờ rồi mình tìm không được, rồi bây giờ chú định sao chú? Giờ tìm không được, giờ về sao giờ? Cảm ơn mấy anh tìm không gặp thôi, biết sao giờ. Con có gặp ai ấy lên tiền gì cho cha con ơi, tiền nhớ một lắm. Nghe nó còn ai sao mà người biết luôn, đưa ông nhà cho đi gì ấy, đi lên kiếm con. Thế mà gặp không thích luôn. Thật sự á, vào tối hôm qua là nhận một cái tin là một cái em đó là xác định được cái vị trí của nhà trọ đó luôn. Và khi mà sáng lên tới đây rồi thì khi cầm cái tấm hình của thanh niên đó, cái bé gái lên đó, thì xác nhận ở đây là không ai biết cả. Và đây mấy em, cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhất nhưng mà vẫn đang cố gắng để tìm bé gái. Nhưng mà hồi nãy từ sáng tới giờ là vẫn không có kết quả, nói chung đưa hình ra là không ai biết gì hết. Và cái điều đáng nói ở đây là mấy anh em đi bỏ công thì không sao, nhưng gia đình của anh trai đây rất là nghèo, mà cái số tiền mà thuê xe là phải vay mượn chứ không phải là tiền mặt có sẵn nữa. Mà bây giờ không tìm được con, mà bây giờ từ nhịn đói từ hồi khuya tới bây giờ đi hồi giấc là 9-10 giờ đêm qua, tới đây là tới sáng rồi, 6-7 giờ sáng mới tới Bình Dương. Hiện tại ngay đây là ngay Thủ Dầu Một, một người cha lặn lội hàng trăm cây số vượt xuyên đêm để tìm con nhưng vẫn chưa có kết quả gì nhiều. Thật sự bây giờ mình không biết nói sao nữa. Giờ nhìn anh như vậy mà đi về xe không á, rất là tội luôn, rất là xót. Cái cho con hỏi là cái tiền xe của mình á là hợp đồng bao nhiêu vậy? 4 triệu anh ơi. 4 triệu là chặng từ Cà Mau đi lên Thủ Dầu Một này, rồi từ Thủ Một đi về dưới luôn. Đi về luôn 4 triệu. Lúc đó là mình nghe có tin con gái mình ở trên đây là mình nói là cứ thuê xe đi thôi. Dạ. Đúng không? Em mừng lắm, nghe nói có trên đây có con chơi, em về em điện liền xe đừng đi sao trẻ con nữa. Xót quá cho anh chị. Nãy nghe nó kêu gặp buồn hết biết, nhưng không biết con vợ ở đâu nữa. Thật sự con xin lỗi chú, tụi con cũng cố gắng. Tại vì có một chút mình nói là đó rồi, tụi con cũng đã cố gắng lên cùng với gia đình để lên trên đây để mà mình tìm bé về. Nhưng mà mình lên tới đây rồi thì thật sự là mình cái kết quả không giống như mình mong muốn. Ai đi trong cái lương tâm tụi con nói thiệt nha, trong cái, tất cả anh em á hào hứng lắm, nói trời ơi ước gì cho bé gặp bé, đang đưa bé về nhà cho ba mẹ mừng. Nên mà rốt cuộc lên tới đây thì thật sự là từ sáng giờ tụi anh em tụi con cũng ra vô nhiều lần rồi. Thật sự là con không biết giờ nói sao để mà an ủi chú nữa. Thật sự nếu mà bé mà em có xem được video này á, anh nhìn cha em nè, tốn biết bao nhiêu tiền của dai nóng dai mượn đi chạy lo từng đồng từng cách để kiếm tiền để lo đi kiếm cho em á, mà em đi theo thằng đó nó lo được gì cho em không, cả cuộc đời của em á chôn vùi trong Dũng Sình á. Nên nhìn cha em đây nè nha, chứ đừng có nghe gì một chút dụ dỗ của người khác rồi bỏ bê cha mẹ rồi mới ông già ông yếu ai lo, mà cứ đâm đầu vô mấy chuyện yêu đương. Trời sao em nói đường nghe nó gặp rồi mừng hết biết luôn, cái chồng xếp rồi đừng gặp con, không ngờ con không gặp nữa. Giờ về ông buồn lắm, không biết con mình nữa giờ sống chết nữa đâu nữa. Nếu con gái đâu còn về sao không ơi, trời nhớ con dữ lắm rồi. Mình đi ngủ trời không nhớ con, nằm thấy con nữa. Thì ông nghe nói con ở trên đây cho mừng lắm, chồng đi mà hỏi tiền mượn tiền cho kiếm con liền cứu con. Là nếu không có con cho buồn, nãy giờ kia nó không kiếm gặp buồn lắm. Không biết nợ nó ở đâu nữa. Sợ xót quá.
chịu nổi. Nãy giờ em thấy là chị nghe nó chạy chạy mừng lắm. Dạ. Nghe giờ nó kêu gặp nó buồn, không biết sao gì vậy. Buồn. Nãy giờ mấy cha con ăn gì vậy? Nãy giờ được có ổ bánh mì. Từ hồi đêm khuya đó vậy. Ừ, là chỉnh tối lên đây luôn hả? À, chỉnh tối luôn rồi đó, nghe tin mấy anh điện nghe nói tìm gặp em rồi đó, rồi đi lên luôn, điện liền luôn. Đi mượn tiền đi bắt xe liền liền luôn, đi liền luôn. Đi lên đây liền, lên đây cũng không có tin tức gì hết. Cái đất Bình Dương này á, muốn tìm một người không giống như ở dưới quê đâu, mênh mông và ở đây là cuộc sống của ai cũng tất bật, cũng có công việc riêng đó, luôn thành ra là không có để ý nhiều lắm về việc này. Nhưng mà ở đây mấy anh em là khi nhận cái tin đó là mình xác minh lại, mình cảm thấy cái độ tin cậy rất là cao, nên là ai cũng rất là hào hứng đi trong đêm và cả gia đình. Và cho dù đó là một cái tia hy vọng thấp nhất, nhưng mình cũng phải lên đây. Và mấy anh em ở đây thì không sao, nhưng mà thấy cái cảnh gia đình một người cha mà lên không tìm được con mà phải trở về tay không như vậy, mình không biết diễn tả cảm giác như thế nào. Giờ con nói thật sự là chú cố lên nha chú. Dạ. Thì mình gặp con dạ. Rồi thôi sao giờ. Dạ. Thì cũng mấy anh cũng nhiệt tình kìa, sáng giờ đưa hôm tới giờ không gặp thôi biết sao giờ. Dạ. Nghe nói ai cũng mừng. Dạ thôi, nhưng mà cũng cầu mong sao mà bé coi được cái đoạn video thấy cha mình như vậy nè, thương cha thì nên một là nếu mà có chuyện gì khó khăn thì cứ chạy ra ngoài la làng lên. Đặng mọi người bắt, để mọi người có thể giúp đỡ, đặng đưa về. Chứ đằng này không có tung tích, rồi không có điện thoại luôn nữa, không biết làm sao luôn. Rồi nam thanh niên này không biết nó làm sao, đó giờ luôn, không biết luôn. Giờ nó khóa hết Zalo, khóa hết Facebook luôn. Rồi mới khổ như vậy đó. Rồi giờ dưới, con nói thiệt, rồi giờ chú trả lời thật. Bây giờ tiền xe hôm là chú mượn có không? Mượn mới có 2 triệu à, đấy. Mượn mới có 2 triệu hả chú? Nãy rồi đưa ông điện hỏi ổng như ổng nói 4 triệu. Dạ. Nếu xa nữa 4,5 triệu 5 triệu vậy rồi, nhưng mà không biết về tính nhiêu, nhưng ổng nói khoảng 4,5 triệu. Trời ơi, nó 4,5 triệu đâu có gì đâu, nghe nói mà gặp con là mừng lắm rồi. Dạ. Nếu cỡ nào cũng vậy hỏi người ta cũng đi cái chỗ cái dẫn con về, không ngờ lên không gặp nữa. Mấy anh cũng cực khổ với em cũng cảm ơn mấy anh. Dạ không, có con nhỏ chú, có con nhỏ. Thì lúc mà nghe nhận được cái tin là có con vậy đó, rồi chú ở dưới là lên đi cùng với lại người nhà là không ăn uống gì luôn hả chú? Dạ không. Giờ trong túi thì chỉ còn đúng 2 triệu trả tiền xe thôi đúng không? Còn 1 triệu à, đưa không đưa người ta 1 triệu trước thôi. Rồi là đưa người ta 1 triệu trước để đổ xăng dầu đúng chú? Dạ. Vét hết trong nhà luôn á hả? Mượn đưa không, mượn gần sớm, chiều về trả người ta lại. Mà chiều nay có tiền để trả không? Cũng đi hỏi người ta nữa. Trời ơi. Nghe nói có con rồi, mừng lắm rồi. Cỡ nào cũng đi hỏi dây, hỏi người ta, đừng trả. Không ngờ, không gặp luôn. Sự giờ trường với anh Tâm không biết nói như thế nào để cho nó tả hết cái diễn cảnh như thế này luôn của chú anh chị. Thì bây giờ bữa giờ mình mượn bao nhiêu tiền để mình đi kiếm con rồi? Mượn 5 triệu rưỡi rồi, bây giờ mượn 2 triệu nữa 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Là cái tiền này là có tiền lãi đúng không? Có, nhưng mà tiền này mới mượn người ta chưa, chiều mới không có thì hỏi đó, đưa lại người ta. Một cái xây đầu này đắp đầu nọ vậy đó hả? Mày gọi 4 triệu nữa, miễn người ta ăn 4 triệu tiền xe mất khỏi 4 triệu lắp vô mới trả người ta. Chú nói chú nằm mơ, chú nhớ con, chú nằm mơ mà chú thấy con gái mình luôn là sao chú? Như là nằm mơ thấy con nó về mừng hết biết quá trời la luôn, nó chơi con về chứ trời ơi con, chứ giật mình thì không thấy con nữa. Nhưng ông nghe nói con gặp trái trên đây lời mới thì cỡ nào cũng đi hỏi kiếm tiền chạy lên đi con, sợ người ta dẫn đi nữa. Không ngờ lên không gặp con. Chót em nói hết được rồi, anh hỏi gì anh hỏi lên tập. Dạ. Ừ. Chung với anh vô đây anh ngồi với giờ cái tâm trạng không có để mà hỏi với anh chạy nước mắt ngang mà
mình hiểu cái được cái cảm giác đó, giống như là nó có hy vọng rất là lớn rồi, nó là sẽ gặp được con. Rồi, nghe nói mừng dữ lắm rồi, nó sợ nó không quay gặp rồi. À, quý cô chú anh chị ơi, để thật sự nếu mà xem được clip này của Tập Ròm hoặc có bất cứ qua anh em nào thì nếu mà xác định cái thông tin chính xác, mong quý cô chú anh chị chia sẻ chính xác giùm cái. Giống như một bạn đây thì nói chung là bạn ấy cũng tốt á, cũng mong muốn là để cho người nhà gặp con thôi, nhưng mà lợi đến nơi á thì thật sự là cái hy vọng mình càng cao á thì thất vọng càng lớn. Anh em đây cũng ai cũng hụt phẫn hết, không riêng gì người nhà nữa, thật sự ai cũng muốn để mà tìm con gái của chú về chứ, chứ không ai mà cái kiểu mà lại mà lấy lên đi câu like câu view, thật sự là không có chuyện đó nha chú. Không có gì, mấy ông gặp thôi biết sao giờ, mấy em cũng cực khổ với anh rồi, sáng đêm hôm mà thì hôm là chạy xe từ xuyên đêm luôn, từ tụi con thì bên nhà chú về bên Đồng Tháp, từ Cà Mau về Đồng Tháp, rồi xong rồi từ Đồng Tháp mới chạy lên đây đi xuyên đêm với mình lên luôn. Thì hiện tại á, bên anh em á, như chỗ trường anh Tâm, như tất cả anh em YouTube á thì không nói, nhưng mà người nhà hiện tại bây giờ là mượn nợ tất cả tiền xe tiền cộ là mượn hết. Thì cái nhà mà quý chú anh chị xem clip trước là hiểu là cái nhà của cha của bé Thơ nè, không còn cái gì á, không có cái gì hết trơn, gọi là giống như chỉ là được mấy ton tre là thôi, mà được cái nền nhà để ở thôi, không có tài sản gì quý giá hết trơn á. Trời ơi trời, thật mong sao mà con gái của anh của chú xem được video này về sớm á, về sớm nào cho mừng hôn nế con. Dạ thôi giờ nghỉ ngơi chút rồi ở đây trò chuyện với con, rồi xong á thì anh Tâm hồi đã có tiền cái gì cho mượn đỡ hết đi, em gửi chú phụ đi xe. Thật sự thì cái này là mình giúp hết khả năng rồi anh Tâm. Bây giờ là hiện tại bây giờ là mình còn thiếu bao nhiêu anh? Còn thiếu 2 triệu, mượn 2 triệu từ xe nữa, 3 triệu nữa, 4 triệu đó, trả 1 triệu còn 3 triệu. 3 triệu đây 1 triệu rồi, còn đây 1 triệu. Còn thiếu 2 triệu nữa. 2 triệu nữa. Trời ơi là trời. Bây giờ nói thật sự luôn á thì tụi con cố gắng hết sức rồi. Tụi con nếu mà có thông tin gì mà mới nhất mà cập nhật được cái chuyện gì thì con sẽ ráng cố gắng cho chú hay. Còn đây thì của hồi nãy bệnh Tấn á, anh Tấn có gửi lại cho anh 500.000, thì còn lại bao nhiêu thiếu để bù cho chẳng 2 triệu để mình trả tiền xe về. Để anh nhận. Anh cảm ơn cưng. Nói chung ở đây tụi em là làm ra tiền được, ở đây thanh niên ai cũng có công việc hết, làm ra tiền được. Nhưng mà gia đình của anh đây rất là khổ rồi, bây giờ đi không được kết quả gì mà lại tốn tiền rồi phải vay nợ như vậy, rất là xót. Đó, quý bà cô chú thấy cũng thấy rõ cái hoàn cảnh rồi. Tiền mình có thể làm ra, nhưng có lỡ đi bỏ đi một cái khoảnh khắc, một cái lúc đó mà mình không đi tìm ngay trong đêm, thì lỡ sau này mình không còn cơ hội tìm con nữa thì sao? Ở đây là ba mẹ cho dù nghèo khổ cỡ nào cỡ cũng không bao giờ bỏ con. Thì mong rằng cả nhà xem video này hãy xót hay hãy đặt, hãy thương cho gia đình nhiều hơn. Chứ bây giờ mấy anh em cũng cạn lời luôn rồi, bây giờ cũng đứng gọi là ở đây là không còn tâm trạng để mà nói chuyện luôn rồi. Giờ chỉ biết bây giờ gia đình chỉ an ủi động viên gia đình nói để bây giờ về, bây giờ chỉ tiếp tục chờ tin thôi. Thật sự em cũng mong cho các thanh niên nó xem được cái đoạn video đây luôn á. Nói thật sự với lại quý chú anh chị à, cái lúc mà hồi tối này á, khi mà anh em đi á, mình biết chắc là người nhà không có tiền luôn á. Thật sự luôn, biết chắc là người nhà không còn tiền để đi đâu. Dạ em còn tiền. Dạ. Đâu có còn tiền đâu, mới chạy mượn người ta. Dạ. Mượn đỡ rồi, mấy chiều gặp con rồi về, nhưng mà dây người ta luôn, dây lỗi. Mình trả cho người đó, người ta xài. Bây giờ cố lên nha. Dạ. Thì nói chung á, bây giờ nếu có thông tin gì để tụi em xác định kỹ lại ha, chứ không giống như lần này nữa. Lần này thật sự là quá hấp tấp. Dạ. Mình cũng nghĩ là có đúng một cái tia hy vọng rồi. Ai cũng không vậy anh, nghe nói cứ ngay chỗ này ai cũng không mừng. Dạ. Cỡ nào cũng chạy nhiệt tình với mình vậy được rồi. Dạ. Em cũng cảm ơn anh, cũng cảm ơn mấy cưng nhiệt tình với anh. Cái này thì con cũng xin phép con gửi chú 200 để ăn uống trên đường về, tại vì cái số tiền này chỉ đủ trả tiền xe thôi. Con thì nó thật sự luôn á, con ngày xưa con cũng quậy phá lắm, con cũng đã từng
bỏ cha bỏ mẹ con đi như vậy nè, rồi cha mẹ con mang bệnh, tới hiện tại bây giờ con cũng chưa trả được cái hiếu nữa. Nhưng thấy cái tình cảm của chú như vậy con cũng rất là thương, mà con cũng không biết sao, tại thật sự luôn anh em con cũng rất là cố gắng, nghe cái thông tin như vậy á là rất là mừng để bước cùng với chú lên đây để gặp được một cái cảnh đoàn viên giống như ngày xưa con được một người cha nuôi của con á đưa con về tới tận như tới nhà mà nắm tay dắt con vô trong nhà, ba mẹ con rất là mừng. Thì con cũng mong cô chú được cái niềm vui đó giống giống như con vậy đó, mà nó không được thì thật sự luôn con xin lỗi chú, anh em con xin lỗi chú rất là nhiều, và để lại để cho gia đình thật sự luôn là mang một cái gọi là hy vọng lắm con ơi, hy vọng rất là lớn, và bây giờ con ơi, gặp con thật sự là thất vọng rất là nhiều luôn cả nhà. Mà con cũng biết là em nó như thế nào nữa, cũng mong rằng á em nhìn thấy được cái video này, thấy ba và mẹ cùng với anh và cả dòng họ đang đi tìm kiếm em như thế này, thì nếu em thấy được cái video này hãy liên hệ về gia đình và quay trở về đi em, tại bên ngoài kia nó rất là nhiều trông gai và rất nhiều cạm bẫy, mà thân em là thân gái nữa, mà thân gái thì thật sự với em là ngoài kia là em chỉ sẽ nhẫm vào bụng lầy được, không bao giờ ngóc đầu lên được, và em đã dẫm vào thì em không bao giờ rút chân ra được hết á. Hãy về đi nghe em. Thật sự đó giờ ghi hình rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà lần đầu tiên hầu như tất cả anh em á ai cũng phải xúc động, thật sự luôn á. Mấy con có con nhớ đi số điện thoại cha 0833135320000 con như điện về cha nghe con, yêu cầu con thấy nhớ thấy cha là con điện về cha con ơi, tối nào con đi về con đừng đi bỏ cha nữa con ơi, nghe được không, nghe nói gì là có nó đi chạy hỏi người ta không chơi đi kiếm con. Giờ chị không biết sao nữa. Thật sự đó giờ quay ghi hình rất là nhiều với chú anh chị, nhưng mà chưa có cái hoàn cảnh nào mà cảm xúc như vậy, tại vì mình hiểu được á, một người cha thương con cả tính mạng mình, và cái vấn đề đây là cái sự mà mình phải hiểu được cái hoàn cảnh đã rất là khổ, chạy ăn từng bữa, nhưng mà nghe tin con á là phải đi ra đi hỏi tùm lum á, rồi lên tới đây từ hồi khuya tới giờ anh em cũng cố gắng hết sức, mà khi mà chú mà một người đàn ông mà đã xúc động rồi cái là nó kéo luôn cái cảnh xúc của anh em nó theo luôn cái của trong của chú, nói chứ còn chú thương dữ lắm, dễ gì cho ấy cục vàng không có kêu cục vàng không không lỡ lần đầu nó đi cái theo luôn kêu không gặp luôn. Anh đi ôm ơi, anh đi lên xe nó chơi, chứ để cho gặp con Giang kia, con Giang sẽ cha hạt luôn. Ông Lê ở lên nữa, không có đi. Giờ con ở đâu rồi, cũng nhớ đi, nhớ cha thôi, dễ cho cha con ơi. Rồi chú ơi, gán lên nhà chú. Dạ, con nghĩ con cũng cầu mong may mắn nó sẽ đến với gia đình mình, thì bé nó về nhà an toàn. Thật sự ai mà không sụp đổ trong lúc này. Cố lên nghe chú. Rồi. Rồi con sẽ luôn hỗ trợ gia đình mình, luôn ở bên cạnh gia đình mình. Rồi đến khi nào mà giống như là tìm được một cái tin tức gì đó. Tin tức là chú con điện về cho chú cũng được. Dạ. Gia đình với dòng họ bên chú cũng được. Cố lên nha chú nha, đừng ở nhà mình bây giờ là chú là chỗ dựa tinh thần của cô rồi. Con biết cô bây giờ ở dưới là ruột có chắc không ra máu đâu. Đó. Bây giờ chú cũng vậy, em ở nhà ráng tập trung để lo cho ba mẹ nha. Em thấy ba thương bé em mình sao em có thương ba mình lại, tình cảm cha mình nó lớn lắm nha em. Gán, để gán lên, mình giờ mình ở nhà mình gán an ủi ba mẹ, nghe không? Để mình đi làm.
đi làm được cái gì cứ làm ra tiền rồi mua gạo thóc rồi để dành ăn em. Mình đừng có ăn chơi theo bạn bè nha em. Giờ mình nghèo rồi đó, nhà mình đã nghèo rồi, gán cố gắng lên em. Thấy ba khóc anh thật sự xót quá, xót rồi. Anh cũng đâu phải là cái dạng trai thì cảm xúc, nhưng mà thấy ổng là nước mắt anh chuyển đổi để anh tâm gòm luôn, còn khóc nữa. Ủa? Có hai đứa con, đứa nào cũng thương hết trơn, nhỏ thương nhiều nhất. Dạ. Có đứa con gái rồi dễ cưng như này, nựng nó cục vàng của cha. Con đứa ngay không nở, đi ốm đêm đó đi không hay luôn. Có người điện ơi vậy à, mới đi không, nó đâu biết đường đâu rồi đi đâu. Mong quý chú anh chị xem video của anh em, hãy chia sẻ video để cho tất cả mọi người thấy được cái hình ảnh bé, hoặc là thấy được cái thanh niên đó thì giữ lại bất cứ lúc nào để cho người rồi xong liên hệ với anh em, hoặc là liên hệ thẳng trực tiếp số điện thoại của người nhà để người nhà lên đón bé về. Chứ giờ thật sự là ở trong tâm tâm của tất cả mọi người, ai cũng phải đau xót, ai cũng phải thương cảm cho hoàn cảnh này. Nghèo là một chuyện, mà vấn đề thương con mà bất chấp tất cả mọi thứ để đi tìm con, mà cuối cùng là nhận là một cái sự đó thật là nó anh em mình nó bỏ rụng luôn với anh chị. Nó không còn gì để tưởng tượng. Mà khi mà mình có một cái gì đó rồi giống như là cho mình một cái niềm tin, rồi xong gặp đi lên đây, nó địa chỉ nó chưa chính xác cái nữa, anh em như là bao nhiêu cái cố gắng, bao nhiêu cái hy vọng bây giờ nó tan vỡ. Mình vừa tức vừa thương mà tức nữa. Điều hôm mà điện ông chú nó đi, chú Mười đi nữa, thấy lên sợ lên đây là mình lộn lại người ta, điện chú Mười đi theo. Chứ chú Mười cũng lớn rồi, ông nó lên thì xếp được, ông ngồi lên thì cũng không có gì hết. Rồi giờ chú gán chú nói một câu nữa đi, rồi nói nếu con nó thấy được video này sao sao đó chú trải hết con, bài rồi. Con nó thấy video này con nhớ điện gì cho mấy chú, điện cho cha cũng được, về với cha con. Còn nhắc tới nam thanh niên nữa luôn đi chú nghĩ cho chú nói lại đi chú. Chú à, không có nhớ tên đó. Không nói thì không nhớ cũng được, rồi nói giờ. Cứ giận ấy, có giận con chú rồi, cứ đưa nó về, chú không có nói gì đâu. Chứ con đứa nào cũng con, những được là chú cho làm ghẻ cũng được nữa, chứ chú không có ép buộc gì đâu, không có nói khó khăn gì. Rồi đó mới vô đầu chú biết con có giận rồi đó, tại chú vô qua thôi. Chứ đừng sợ làm quá, đứa nào cũng ở tù mất công nữa, cũng vất vả nữa, thôi ấy, con giờ cũng có dẫn rồi, dẫn về cho chú đây rồi, chú không thưa gửi gì đâu. Dạ. Thôi bây giờ chú nghỉ ngơi ha, rồi xong rồi chút nữa cái anh tài xế chở mình dưới ha. Dạ. Thì bây giờ thật sự bây giờ cũng không biết nói gì nữa với chú anh chị, cũng cầu mong là để tìm bé sớm nhất có thể cho đoàn tụ với người cha thôi. Chứ giờ anh em cũng cạn lời với chú anh chị, giờ rối như tơ mà đặt lòng đau cắt lắm, nói chung là hết lời để nói với chú anh chị ơi. Thì thôi bây giờ con em gán chăm sóc ba nha em, coi ba nha. Chú gán mạnh mẽ lên nha, đừng có suy nghĩ tiêu cực nha chú nha. Không ấy, cứ xin gán cái cỡ nào không có chờ con cái gì hết. Dạ. Thôi chú đừng có buồn nữa chú. Dạ. Rồi bây giờ chú lên xe về luôn đi rồi. Để chú ở đây chú càng đau lòng hơn nữa. Thật sự tại vì biết mình cứ nghĩ là ở đây là địa chỉ chính xác. Đó, dạ. Nãy giờ nó đâu dám ngóc đầu lên đâu, sợ con nó thấy nó giống nữa. Nằm không đâu có dám dòm lên. Nghe nói ngay trong này là mừng dữ lắm, không có dám dòm, sợ con nó thấy là nó chạy đi luôn rồi sao. Sợ nó lên mình bắt nó về. Dạ đó, bởi vậy cũng sợ, quấy nằm trốn, núp trốn đừng cho mấy chú thấy dẫn nó lừa về dùm. Dạ. Thôi bây giờ chú với em với lại mấy bác rồi về đi. Dạ. Để ở đây nếu mà tụi con, bà con cô bác công trên cộng đồng mạng mà người ta có thấy được bé hay gì đó ta chia sẻ, thì tụi con sẽ cố gắng để mà xác minh đúng sự thật. Rồi lúc đó thì con sẽ báo tình chứ không có giống như lần này nha chú nha. Dạ. Cảm ơn mấy đứa ha. Dạ dạ chú gắng mạnh mẽ lên nha chú nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ Trường với lại tất cả anh em đây cũng xin phép kết thúc video này. Thì mong quý cô chú anh chị ở đây thì hãy chia sẻ thương người cha lặn lội thì lên tìm con, dù phương xa cỡ nào cũng lội tìm con hết. Thì mong quý chú anh chị hãy chia sẻ video để cho giống như là mọi người đều biết tới rồi.
tìm giữ đứa bé lại giùm, chứ bây giờ quá khổ của chú anh chị ơi. Dạ rồi, giờ trường cũng xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị ạ.